Chào ngày mới, Khang Audio 18 Bình Dương kính chúc các thượng đế ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài và đặc biệt là sửa chữa cái anh Trần Văn Đài. Các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Các thượng đế kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy này để ta tiến hành giao dịch. Hân hạnh được phục vụ. Khi chén rượu lúc cuộc cờ mà khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Mời các thượng đế đi chè xanh cho tình cảm của chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Báo cáo với các thượng đế buổi sáng ngày 21 tháng 6 năm 2023. Buổi sáng ngày hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Ngày hôm nay đã có 4 thượng đế từ sáng đến giờ đã trần văn chốt gần 40 cuốn băng cassette trong buổi sáng ngày hôm nay. Người thượng đế thứ nhất ở địa chỉ thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngài lấy 5 cuốn, 3 cuốn băng Mạnh Đình và 2 cuốn băng Duy Khánh, tức là nội dung là theo yêu cầu nha. Người thượng đế thứ hai ở địa chỉ xóm Cham, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ngài thượng đế này nội dung chương trình là Kim Đằng 1 này, Thanh Tuyền này, Modern Talking này, Bonnet 79 này và một số cuốn nữa. Người thượng đế tiếp theo ở đất mẹ anh hùng đó là Hà Nam yêu văn dấu. Ngài Trần Văn chốt 10 cuốn băng cassette, ngài ở địa chỉ Quỳnh Châu, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Người thượng đế thứ tư Trần Văn chốt băng cassette lại còn chốt thêm dây cura. Ngài ở địa chỉ thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các thượng đế. Trân trọng cảm ơn các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam đã gửi chọn niềm tin vào nơi lão nông chi điền Khang Audio 18 Bình Dương. Và đó cũng là sự thông tuệ. Xin thưa với lại các thượng đế, băng cassette thì hiện nay là mình có trên 1.000 cuốn chứ không phải 100 với lại 200 với lại 500 cuốn đâu. Có trên 1.000 cuốn, nhắc lại với các thượng đế, trên 1.000 cuốn chứ không phải là 10 với lại 100 cuốn đâu. Trên 1.000 cuốn băng cassette. Thì tỷ dụ như cái băng này, tỷ dụ như cái băng này là băng cụ tổ của các loại băng cassette thời 7X. Đó là Maxian UD2. Băng này của nhà sách Phú Nhuận này này. Nhà sách Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy. Băng này nội dung lôm côm, đây là những cái cuốn băng đã có chương trình rồi đấy. Băng nhạc không lời này nọ cái lọ cái chai thì mình bán 60.000 đồng một cuốn. Thế còn mình thâu vào, mình dùng đầu Technic M3 số 2 mình thâu vào thì 100.000 đồng một cuốn nha. Đấy. Thì người thượng đế này đã trần văn chốt 5 cuộn băng cassette cũ tổ. Đấy, đây này. Thì lấy 3 cái cuốn màu xanh và 2 cuốn màu đen, màu xám xám này này. Đấy. Cái băng này mình nội dung lôm côm mình bán 60.000 đồng một cuốn, một mức thóc rẻ nhất của đất. Có rất nhiều cuốn băng trị giá 200-300.000 mà khi gặp cái cuốn băng này thì đúng, đây mới là băng cụ tổ nha. Đấy. Vì chất lượng của nó băng Maxian UD2, những đồng chí nào 7X thì biết rồi nha. 6X thì đương nhiên là thừa biết. Còn đây là cái cuộn băng Sony HF90. Cái cuộn băng như thế này, nội dung lôm ga lôm côm thì mình bán 30.000 đồng một cuốn cả vỏ. Thế mình còn mình thâu vào thì mình bán 60.000 đồng một cuốn nhá, 60.000 đồng một cuốn. Đấy, ở đây người ta cũng thâu rồi này. Thế nhưng mà ở đây người ta dùng cái đầu thâu rẻ tiền. Thế nên là chất lượng của nó chưa được ưng cái bụng. Và mình phải sắm cái đầu Technic M3 số 2 của mình thâu và mình cảm thấy ưng cái bụng lắm. Còn những cái đầu khác thì mình chưa được ưng cái bụng cho lắm nhá. Trên thực tế là có những đồng chí giới thiệu chia sẻ cho mình là đầu cái gì nhỉ, lại quên mất rồi,
có nhiều đầu lắm, thế nhưng mà mình chỉ biết là cái thời của mình 7X là người ta dùng cái đầu Technic, một là 3 số 2, hai là 202, nhưng mà mình chỉ thích con 3 số 2 thôi, mình mua 2 chiếc rồi đấy, đang săn tìm thêm chiếc nữa là 3 chiếc để phục vụ các thượng đế nha. Đấy, còn bây giờ buổi sáng ngày hôm nay thì báo cáo tình hình rồi, sau khi báo cáo thì cũng phải có coi như thế là cái món thanh lý để coi như có nhiều khả năng tối lại kiếm tí chất tanh nha, kiếm tí chất tanh lại làm vài chén ở trong cái chai nước lá chuối đấy. Thế mà muốn có chất tanh thì đương nhiên là phải có thóc đúng không, mình ở khu công nghiệp chứ không thể ra ngoài đồng kiếm được, nên là bắt buộc là phải có thóc đấy. Thế thì muốn có thóc thì chỉ còn có mỗi một cái là tiếp tục cung cấp những sản phẩm ngon bổ rẻ tới các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam, thì các thượng đế sẽ trần văn chốt ngay. Và mình hy vọng là cái chiếc âm ly này bây giờ cũng vậy, sau khi video đăng lên là sẽ có thượng đế trần văn chốt, vì mức thóc của nó là rẻ nhất quả đất, không ai dám bán. Trân trọng giới thiệu tới các thượng đế chiếc âm ly Fuji Iyama có model DA5000X. Âm ly này của công ty điện tử Thiên Thành Đạt ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất. Âm ly này thuộc hàng Việt Nam chất lượng cao, được nhà sản xuất trang bị cho 12 con than, 12 con sò, tức là nôm na ngắn gọn âm ly này là âm ly 12 sò. 12 sò nhưng mà 12 sò bé chứ không phải 12 sò lớn. Ở đây nhà sản xuất còn trang bị cho hai cầu AB riêng biệt. Hai cầu AB riêng biệt. Còn đây là cái thằng cu con này là tăng bát tăng chép, ở âm ly của Tây thì gọi là lau nớt đấy nhá. Đấy, tức là bát chép cho nó mạnh lên cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Thì nhà sản xuất trang bị hai cầu AB riêng biệt như thế này, nhưng người ta không nói rõ là chơi 1357 và 2468. Chứ chiếc âm ly này không chơi được hai đôi loa cùng một lúc nhá. Nếu mà chơi hai đôi loa cùng một lúc là nó không ổn. Đấy, nặng thì con âm ly này nặng 11 kg. Nếu như chơi hai đôi loa cùng một lúc thì chơi cái loại bát gọi là bát 16 thôi. Với trở ăn nhau nhất ý. Quan trọng nhất là cái trở kháng của nó, chứ chưa nói đến đường kính của loa. Đấy, trở kháng của chiếc âm ly này là 4 đến 8 ohm. Nếu như đấu nối phối ghép làm sao mà dưới 4 ohm thì âm ly nó nóng nhá. Thậm chí coi như là về không ohm thì nó khét đèn lẹt đấy. Nếu như nó có khét thì cũng không làm sao mà phải gãi đầu gãi tai cả, nói thế cho nó nhanh. Nó khét thì liên hệ với số máy 0368888479, lão nông lại gọi nó về nhá, nó lại hoạt động trở lại. Đấy. Tất cả các chiếc áp và công tắc đã được thay mới, mạch ECHO được sử dụng con IC0306. Về bản chất vấn đề những con vang đời mới bây giờ, thậm chí có những con vang sản xuất năm 2023 vẫn còn sử dụng con IC này. Con IC này hát nó cũng 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 được, cũng hay. Thế nhưng mà mỗi một cái nó có cái ưu điểm nổi trội mà nhiều người không ưa lắm là nó hay rít. Nó hay rít. Đấy. Thế thì nó hay rít thì mình lại có cái bài thuốc của Hoa Đà để lại để điều trị cái chứng rít này. Đó là cái nút hi này này. Nút hi của cái mạch mic này này. Ta để về hướng 9 giờ chẳng hạn. Nhá. Đấy, còn nếu mà để hướng 10 giờ mà nó không rít thì thôi, còn nếu mà nó rít nữa để về hướng 9 giờ thì có bảo nó rít nó cũng chả rít. Đấy. Bây giờ mời các thượng đế vào bên trong để xem nội văn thất nó ra làm sao, nó thực hư như thế nào, rồi ta có thể coi như thế là trần văn chốt. Đây là cục biến áp nguồn. Đây là cục biến áp nguồn. Tổng trọng lượng của âm ly này nặng 11 cân thì đương nhiên rồi, cái biến áp nguồn này rất chi là tốt và nặng. Này. Đấy, biến áp nguồn này này. Đây là mạch nguồn. Sử dụng hai tụ lọc nguồn 63V 10.000 microfarad. Tụ này vẫn còn tụ zin, tụ này vẫn còn tụ zin. Vẫn tụ zin. Đấy, đây cái chân này mình phải đổ keo cho nó chắc. Đấy, còn hai cái thằng cu con này là ổn áp điện cấp cho mạch tiền khuếch đại, chứ chẳng có gì là ghê gớm cả nha. Đấy, hai giờ leo bảo vệ đây. Hai giờ leo bảo vệ đây. Còn những cái thằng cu linh tinh này, đấy, nó tham gia vào mạch delay, tức là độ trễ của giờ leo. À, khi bật công tắc lên, nguồn lên phải tầm 6-7 giây ấy, nó mới làm cái tách phát. Tức là cái giờ le nó đóng cái tạch cái đấy nha. Thì mấy cái thằng cu con nó tham gia vào cái vấn đề đấy. Đấy. Còn hai cái thằng cu con này nó dập tần số cao thông qua cái này thì không nói làm cái gì cả đâu nha. Đấy, đi hút cầu này. Đấy, đang quay video là có số điện thoại 7013. Bây giờ thì chỉ có anh Trần Văn Chịu. Đây là mạch công suất đây. Mỗi bên 6 con, hai bên là 12 con. Đa tơn đây. 5000X. Thì Datun với lại Fujima là một công ty. Âm ly Fujima nhưng mà vỉ là Datun. Âm ly Datun cũng vỉ Datun. Đấy, thì còn tại làm sao mà âm ly Fujima mà vỉ lại không phải là vỉ của Fujima.
thì cái đấy mình chưa liên hệ được với nhà sản xuất. Thế nhưng mà cái bộ phên vỉ này, tất cả các đám này là nguyên bản của cái chiếc âm ly này nha. Cái loại âm ly này mình bán phải phải hàng trăm, vài trăm chiếc, thậm chí lên đến hàng nghìn chiếc. Thì con xòa công suất của nó tên là C4468 và A lại phải dùng cái kính lúp cổ lắm, A1695 đây này. Đấy, ba con đực và ba con cái, ba con A và ba con C. Đấy, thì trong kỹ thuật là con thuận và con nghịch đấy, NPN chất bán dẫn đấy và PNP đấy nhá. Đấy, thì mình cứ gọi vui là ba con đực và ba con cái, tức là ba cặp đấy. Ở đây nữa, mạch công suất thì nó có mỗi cái khiếm khuyết là bo nó cứ vàng ươm như ruối. Chắc phải những đồng chí nào 7x may ra thì 8x biết nhá. Cái cây dưới, cái quả dưới khi chín nó vàng ăn ngọt lắm. Cứ ra bờ dậu đấy, bò vàng ươm như dưới nhá. Đây là mạch master, mạch master được chạy 4 con IC4558 hết phim. Đây, 1 này, 2 này, 3, 4. Công tắc thay mới rất đẹp này. Đấy, thì bao giờ cũng vậy, cái mạch tiền khuếch đại, mạch master mà chạy 4 IC thì mạch music chạy 2 IC4558, như vậy cũng hết phim. Bộ mic được chạy 4 con IC4558, 1, 2, 3, 4. Mic, cái mạch mic ý, có đầy chữ âm ly chạy 2 IC nhá. Đấy, nhưng mà mạch chạy nhiều IC thì đương nhiên là nó sẽ hay hơn mạch ít IC. Này, đa tơn này. Đấy, đa tơn này. Đây là bo echo đa tơn này, bo mic này, bo mic này. Còn bo dưới là bo music này, bo dưới bo music này. Đây này, echo 0306 này. Đấy. Đấy, echo 0306 nhá. Đấy. Đây là cái mạch quắc. Thì cũng báo ngay và luôn, cái mạch quắc này là không phải của cái âm ly này nhá, của cái âm ly khác mình thay vào. Tại sao lại vậy? Vì cái mạch quắc của cái âm ly này nó mờ rồi. Thế thì mờ thì không ổn. Thà nó không sáng còn được, chứ nó sáng mà nó lại mờ mờ thì thôi, nhìn nó cũng chán lắm. Nên là thay cái mạch này vào cho nó sáng đẹp lên. Đấy, là độc nhất vô nhị, là có mỗi cái mạch quắc này là lai, là không phải của cái âm ly này nhá. Cầu chữ U này thay mới hết rồi, hệ thống rắc này cũng vậy, thay mới sáng loáng hết rồi. Còn đây là địa chỉ công ty cổ phần điện tử Thiên Thành Đạt, 32 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Made in Việt Nam. Còn đây là bộ ốc đưa tín hiệu ra loa, 1 2 3 4. Cái hàng dưới này, hàng dưới này thì được mình thay bởi cái hệ ốc đắt tiền, mua ở trên Sài Gòn cứ 15.000 mua ốc này. 4 con ốc này đã 60.000 rồi, nhưng cứ con ốc này thì âm ly hỏng rồi, ốc chưa hỏng nhá. Còn con hàng trên này là cái hàng zin của cái âm ly này được sản xuất năm 2010 này, 2010 hay 16 chịu mắt ra nhìn nó bị nhòe à. Đấy, đây mặt dưới này. Thì đã giới thiệu quay chi tiết kỹ lưỡng tỉ mỉ chiếc âm ly Fujima này rồi. Đấy, thì bây giờ báo thóc luôn và ngay để cho các thượng đế Trần Văn chốt. Chiếc âm ly này buổi sáng ngày hôm nay mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất nhá, một mức thóc rẻ nhất quả đất. Chiếc đáp và công tắc đã thay rồi, giờ về chỉ cho nó ăn điện là nó rên rỉ lên thôi. Đấy, nghe nhạc và hát karaoke bình thường, đang ổn định, không có ù xì gì cả nhá. Chiếc âm ly này mình cung cấp với một mức thóc 850.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái, merci beaucoup.